Vâng, Kia Soluto sản xuất tháng 12/2019, đăng ký 2020, được gắn rất là nhiều đồ chơi đã xuất hiện tại công ty ô tô Duy Tâm. Xe này là hộp số tự động nha quý vị. Hộp số tự động sản xuất năm 2019, chạy đúng 10.000 cây số. Mới thì thôi rồi luôn, 5 vỏ theo xe, đúng chất xe nha, bánh dự phòng chưa sử dụng. Quá mới luôn anh chị ơi. Màu trắng ngọc trai nha. Odo chạy có 10.000 cây à. Đồ chơi xe này mấy chục triệu luôn á. Cam 360, màn hình Android, gương gập điện auto, lo súp, nói chung là từ lưa hết, rất là nhiều tính năng nằm ở tại cái chiếc Kia Soluto này ha. Nó gồm có 4 thắng đĩa ABS luôn nha, mâm đúc luôn. Quá mới anh chị ơi, quá đẹp, quá mới. Xe này thì cực kỳ đẹp nha anh chị. Đây, vỏ lốp theo xe còn rất là dày nha. Odo chạy chỉ có 10.000 cây thôi nha. Xe này mới vừa về bên ô tô Duy Tâm luôn, sơn rin còn 99% nha quý vị. Cam kết cho nhà mình là không một lỗi nhỏ nha. Cam kết là không lỗi, không đâm va, không ngập nước. Máy móc nguyên rin và còn rất là mới luôn. Được trang bị rất là nhiều đồ chơi. Và được lên đời Startup, chìa khóa 3 cái. Rồi điều khiển đời nổ từ xa. Nói chung là nhiều lắm, nhiều tính năng lắm. Con xe này là full đồ chơi mấy chục triệu á. Ốp inox quanh xe luôn. Xe thì sản xuất năm 2019 nha quý vị. Mà chạy chỉ có 10.000 thôi. Xe này bên Tâm bán cho quý cô chú anh chị nhà mình là 420 nha. Mà Tâm lùi xuống cho nhà mình 5 triệu còn 415 triệu ha. Quá mới anh chị ơi. 415 triệu full đồ chơi. Xe chạy 10.000 cây thì nó mới, đừng nói tới rồi. Gương gập điện nha. Thường hay cái Soluto bản Delete thì nó không có gập gương, nhưng mà này có gập gương luôn nha. Qua lăng nè, không có gọi là một tí gì gọi là cũ luôn á. Đây là thuộc dạng xe lướt nha quý vị. Xe lướt. Màn hình Android. Cam hành trình. Đã. Đây là đồ xịn không á. HD trời nó sáng khỏi phải nói, rất là sáng luôn, và có cảnh báo lịch làn đường rồi nữa. Nói chung đã lắm, xe này người ta trang bị hết rồi. Khởi động Startup, khóa nè, ba cái khóa nè, còn đầy đủ luôn, đời nổ từ xa luôn nha. Đời nổ từ xa thì nó có một cái lợi thế là lợi thế như vậy. Ví dụ như xe mình đậu ngoài nắng phải không, mà mình chưa muốn lên xe liền thì mình bấm nút cho nó nổ, hồi nữa mình ra mình lên xe nổ máy mát gự luôn. Đó, nó hay là hay được cái vậy. Nội thất như mới luôn anh chị ơi. Quá mới rồi. Xe này thì Tâm cam kết cho nhà mình luôn, lên thấy cái xe là chịu liền nha. Và giá trị là xe này thì còn trên 95% chất lượng nha cô chú anh chị, trên 95% chất lượng. Rất mới luôn á. Tâm cho cô chú anh chị coi ha. Inox là ốp quanh xe luôn nha. Inox nè. Đẹp lắm. 4 thắng đĩa ABS nha. Đó, mình coi cái gầm này như mới luôn nha anh chị. Xe này mới lắm. Xe này dùng cho những người mà đi tìm cái xe lướt á, xe mà những người mà
khó tính nhất á, thay vì đi mua xe hãng mà mua xe lướt á, thì đây là một cái sự lựa chọn này cho anh chị nè. $415 triệu nha. Bánh dự phòng mà chưa được chạm đất luôn ha, mới quá mới. Mua được mấy xe này rất là thích, cảm giác nó đã lắm, nó ưng ý lắm. Bởi vì mình mua được cái xe tốt vậy nè, mình bán cho bà con sẽ cảm ơn mình. Mình vừa có tiền mà vừa được bà con quý nữa, nên tâm thích lắm. Y như giờ làm cái đó là đưa vô cái đam mê rồi. Mua được cái xe thật là tốt về cho bà con đi, thì dĩ nhiên rồi, mình làm việc tốt thì người ta sẽ nhớ mình lâu hơn. Chứ mà lừa người ta một phát mà thì thôi, người ta cũng nhớ mà điều người ta hận mình đó. Đẹp lắm, rất đẹp nha. Tâm bán cho quý cô chú anh chị con xe này với mức giá là 415 triệu. Bên Tâm sẽ hỗ trợ rút hồ sơ nha. Xe này thì chất lượng xe nó còn trên 95% nha, và đồ chơi của nó là nhiều miên man. Đồ chơi của nó thì phải vài chục triệu ha. Nhiều khi Tâm nói nhiều quá thì cô chú chị nói nó xạo, nhưng mà Tâm cứ nói là đồ chơi nhiều đi, đồ chơi nhiều rồi mình tự đánh giá nha. Inox và ốp quanh xe, màn hình Android, cam hành trình trước sau và màn hình bự mà xịn luôn á, rồi lo sub, rồi về che mưa, tay nắm cửa, phim cách nhiệt, mỗi cái chút tiền không á chứ. Mà được cái chủ xe này họ đi quá kỹ luôn, xe gì mà mua từ trong dân ra mà khỏi phải đi dọn luôn, hiếm có cái xe nào được vậy lắm. Lên đề nổ Sita top và điều khiển đề nổ từ xa luôn rồi, hiếm có cái xe nào mà mua về cái bán được luôn á. Đa phần là phải đi dọn dẹp lại, đăng kiểm còn rất là dài, tháng 1 2024. Xe này thì sản xuất 2019, đăng ký và lăn bánh là 2020. Biển số Đồng Nai, màu trắng ngọc trai, rất là mới, sơn rim còn 99% nha quý vị. Chủ xe này là Phật, người bên Phật giáo. Rồi cái máy của nó im mà nó mới nè. Anh chị coi cái máy nè, nắp cò nó chiếc gì là chưa tháo nè, im ru luôn và rất là mới luôn. Anh chị thấy không, đây là cái cục thắng ABS nè, còn bình ắc quy rồi nè, rồi cabo ca đồ riêng hết. Quá mới ha, quá mới rồi anh chị ơi. Nhớ còn vàng ươm luôn. Đồ chơi, chất xe thì miễn bàn, đẹp lắm và chạy ngon. Cái xe mà cô chú anh chị nghĩ một cái xe có thương hiệu mà chất lượng chạy có 10.000 cây thì mình nghĩ nó có ngon hay không? Không, rất là ngon và rất là mới luôn, và được gia chủ họ trang bị nhiều đồ chơi nữa thì còn gì bằng. Thì đây là một cái sự lựa chọn cực kỳ là linh động nha. Cô chú anh chị liên hệ Tâm đi 0917215512 và 0911301979, đó là năm sinh của Tâm đó. Và đến công ty ô tô Di Tâm, địa chỉ là gần ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Google là đại lý ô tô Di Tâm nha. Rất là nhiều xe để đang chờ cô chú anh chị đến đó, rước em nó về để có cái mà đi Tết. Dùng rất là bền, chạy rất là êm và chất lượng thì đúng theo cam kết của công ty. Bên Tâm kèm theo một cái cam kết văn bản cho nhà mình là xe nguyên rin, không đâm đụng và không ngập nước. Máy móc là rin nguyên chưa đụng đại, và bao là động cơ và hộp số là bảo hành cho quý cô chú anh chị mình 1 năm sử dụng. Nhớ lưu ý là phải thay nhớt thường xuyên nha, 4-5.000 cây phải thay bình nhớt, chứ về đi 1 năm mà không thay nhớt là chết Tâm luôn á. Đó thì cô chú anh chị thấy ha, chất xe, rồi kiểu dáng, rồi giá thành, rồi tất cả những cái gì có thể hiện ở trên sản phẩm này Tâm đã nêu lên hết rồi. Cô chú anh chị có điều gì mà chưa rõ thì liên hệ lại cho Tâm để Tâm tư vấn thêm và Tâm phục vụ nha. Nhớ số điện thoại của Tâm là 0917215512 nhé. Số đó Zalo luôn, Facebook luôn và YouTube luôn. Nhớ bấm nút đăng ký cho Tâm nha. Tâm rất là cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ suốt trong những ngày tháng năm vừa qua.
cho ô tô Duy Tâm, mà hôm nay Tâm mới có được những sản phẩm tốt, ngày càng tốt hơn và hoàn thiện hơn để phục vụ quý khách hàng thân yêu của mình. Tâm chào bà con và hẹn gặp lại bà con ạ.